Cái này nuôi bồ công nha mấy bạn. Cái này đẹp lắm, cái này dòm cứng cây á. Cái này tận dụng từ cây kiên cổ. Cái này cái hoành chỗ này là khoảng 50 mấy nè. 50 nè, chứ không tới 5 mấy 50. Còn như chỗ này khoảng 40 nè. Cái này chiều cao khoảng 30 mấy hả bạn? 31, 32 à. Cái này thì đế đẹp á, gồ công mà đế vậy là cứng rồi. Cái này nuôi thuần chủng nha các bạn. Cục nu này là nu một thể sau này lên cục nu bự vậy đó bạn. Ai mà thích trường phái ấn tượng á, chơi cục nu bự á, phái cục nu bự á thì nó chơi nu một khỉ. Còn ai mà phái nu nhuyễn nu cám á, nu cám thì sau này đeo đặt mình luôn các bạn. Tận dụng được mấy chỗ cành, cây này tương lai là không có vết sẹo, nó bóp vô ngọn rồi, ngọn mà cắt nhỏ xíu rồi. Tại nó có chiền ngọn ở chỗ này nè, nó liền mà cắt chỗ này các bạn không? Thời gian lắm. Cái cây tận dụng từ cây nu, từ cây kiến cổ nè các bạn thấy không? Cái chốt cành rồi dày nè các bạn. Cái chốt cái kiến cổ bự lên nè, thấy không? Nó bự hơn cái cầm tay tôi luôn. Nuôi mấy chục năm mới được các bạn. Mà cắt mất tiêu rồi. Tận dụng làm thành cây cây bonsai. Chứ mà nuôi một cái nhánh tử ngay chỗ này thôi mà mấy chục năm á, 20 năm anh tôi đó cái cành nó phải 20 năm mà thầy nuôi từ một cái nhánh nhỏ lên dính vô thân này quằn lên kiện cổ nuôi cực dây đó mà về phá ráo luôn. Làm lại cái bonsai các bạn, tận dụng cái khúc này đẹp quá trời, làm cái bonsai bắt cành vô được cái chỗ cành nè, bốn nó mọc đây bắt cành lại. Cái này nói chung là cũng tương lai đó, nuôi thường chủng nuôi cận gốc từ dưới nuôi lên luôn, nuôi đây. Ai mà thích ấn tượng á thì chơi nu bự ở chơi này, nhưng mà nu này nó có khoảng trống này bạn thấy không, còn nu cám á sau này nó lan ra đặt mình luôn, tùy sở thích thôi. Cây này là thấy cũng cứng cây á, đế cứng ngắt, cái việc nuôi thêm chút xíu nữa là cây này đẹp